Em xin chào toàn thể mọi người yêu Phong Lan trên toàn quốc ạ. Em là Duy Vũ ạ. Và phiên tối ngày hôm nay thì em có mấy cái mầm giả ha của ESO đây nhé mọi người. Ở đây thì tổng cộng là được 9 lô ha. Đó. Thì bây giờ em xin phép là được quay chi tiết từng lô cho chúng ta. Nói chung hàng thân thân lá nó rất là đẹp, đa số là những cây thân tím thôi. Hàng ESO thì nó rất là hay tím và rất là ít những cây lá xanh hả, xanh sạch thì cực kỳ hiếm luôn. Nó không như vùng của Công Tâm thì thân lá thường nó rất là xanh. Đây lô số 1 là 280.000. Thì cây số 1 này trước tiên là nó dài được là tầm hơn 10 cm ha. Mấy cái thân già này lúc mà bình thường thì nó sẽ có vỏ bọc màu trắng ha, nhưng mà về trồng thuần thì bắt đầu nó sẽ trồng thuần ít ăn nắng á, thì nó sẽ là ra cái màu này, có nghĩa là màu ngã qua màu xanh đó. Còn đây là cái thân lá của nó nha, rất là tím luôn, em soi kỹ cho mọi người cùng xem này. Mầm gốc lên rất là khỏe và đẹp như thế này. Cây số 2, cây số 1 là 280.000 và cây số 2 sẽ là 250.000 nhé. À, những cây này thì lúc trước là có đặt một cái túi phân ở trên đây, nhưng mà giờ bán thì em tách cái túi phân này ra. Cái bộ rễ thì nó đi rất là mạnh rồi. Lúc mà gửi cây thì em sẽ cưa đôi cái này ra. Nếu mà ai chốt luôn được cả lô 1 và lô 2 này thì nó rất là đẹp này. Đó, cái mầm số 2 thì nó ngắn hơn một tí hơn. Đó. Mọi người nhìn này. Đó là cây số 2 giá là 250 ha. Còn mấy cái cây này là em trồng ở trong chậu. Đầu tiên là trồng trên sơ dừa ghép vào trong gỗ. Sau đó thì tách ra trồng vào chậu ha. Thì khi anh chị đặt hàng thì em là sẽ tách mấy cái mầm này ra em gửi, chứ gửi chậu thì cước nó sẽ cao và nó sẽ không có đảm bảo. Cây thì nó thuần thuần và rất là khỏe rồi. Chậu số 3 này sẽ là 300k nhé. Chậu số 3 này cái lá cây cây thứ nhất này nó rất là tròn và đẹp như thế này nha. Đó, toàn là thân lá tím thôi. Kiến lên hết nhé mọi người. Con này giờ đây nó bị gãy cái khúc này, khúc đây là nó gãy ở trong rừng luôn rồi. Đa số là trồng ở chậu này là trồng trên cái tấm sơ dừa sau đó em ghép vào đây ha. Đó, số 3 sẽ là 300k và bao gồm một con kiến nhỏ thế này nữa, cũng là kiến tím luôn. Đó, kiến tím luôn nhé mọi người. Rễ thì nó đã bung ra hết rồi. Kích thước của con này nha thì dài tầm được là 6 cm thôi. Đó là con số 3 là 300.000. Chậu số 3 300.000 gồm hai con. Tiếp theo là chậu số 4 nhé, 320.000. Con thứ nhất này thì dài cũng là từ 5 đến 6 cm ha. Tại tầm 5 cm đó. Còn mấy con này thì nó đẹp hơn, chậu này thì mấy con này nó lớn hơn so với số 3 một tí. Nhưng mà cái thân già của con kia này này thì nó là bị gãy ha. Mấy cái thân già nó bị gãy bớt đi. Đối với thằng già này mà ví dụ ở ngoài rừng mà ăn nắng nhiều thường nó hay ngã qua màu đỏ với lắm mọi người. Đó, con thứ nhất này. Đây là cái mặt lá phía sau ha. Còn con kia số 2 đây, con này thì chắc là tầm 2 đến là 2 cm rưỡi đến 3 cm. Đó là lô số 4 này, giá là 320.000. 4 rồi, em qua lô số 5 nhé. Rồi đây là cái kiến của lô số 5 ha. Cái kiến lô số 5 thì nó rất là cứng và chắc khỏe như thế này, đang đi ngọn rất là mạnh. Lô này sẽ là 300.000. Đây cái bảng, cái thân đây mọi người. Cái này thì thân nó ít tím hơn cây 1 và cây 2, nhưng mà cái bảng lá nó khá là tím này. Đó. Hàng này ban đầu là lấy về thì nó nguyên bản hết mọi người, nhưng mà em thì không không có thích trồng nguyên bản, mình tách nguyên bản chủ yếu là lấy từ rừng về cho nó tươi thôi,
Còn về mình tách nguyên bản là mình trồng em thấy nó ok hơn. Lô số 6 này, đó là lô số 5 rồi nha. Lô số 5 là 300k. Em đo lại cái kích thước này. Lô số 5 thì con này dài cũng phải là 12 13 cm rồi, nó hơi cong một tí. Lô số 6 sẽ là 200k này. Đấy, cây đây thì cũng là từ kiến lên hết nha. Đây là cái thằng tơ năm ngoái đây. Đó, cây đây thì lá nó hơi xanh một chút. Nhưng mà thân nó cũng rất là nhiều những cái đốm tím. Đó, 200k cho cây số 6 này. Nó dài tầm được là 4 đến lại 5 cm rồi. Nói chung là mấy cây này thì về nó rất là khỏe rồi mọi người. Về ghép chậu nữa thôi là ok rồi. Không có cần hồi phục gì nhiều. Rồi em qua cây số 7 nhé. Cây số 7 sẽ là 290.000 này. Cây số 7 này thì cái lá nó cực đẹp luôn. Lá nó mọc đứng lên rất là đẹp này. Mọi người thấy không? Mặc dù thì nó nhỏ thôi ạ. Lá đây lá nó cũng không tròn. Nhưng mà nó gọi là hình gì nhỉ? Cây đây thì tầm là 5 đến 6 sen ha. Cây thước thì em chưa đặt đến gốc của nó. Đây, cái mũi lá thì nó hơi nhọn ha. Đó. Cây số 7 này thì được cái lá nó xếp lên rất là đẹp như thế này. Đó, cũng là từ hàng kiến lên hết, mấy thân già này còn nguyên luôn. 7 là 290. Lô số 8 này, lô số 8 là cả chậu này luôn. Cả chậu này là sẽ là 300 vì nó một cái cây này nó bị lỗi lá, có nghĩa là nó bị sâu, thế là em phải cắt đi. Không là nó sẽ lây. Cây này thì 7 đến 8 sen. Nói chung mấy cây này mà để dính nước mưa ngoài trời thì nó rất là hay bị như thế này. Đó. Đó là cái kiến thứ nhất này. Kiến thứ hai là kiến này. Thì nó bao gồm kiến thứ hai thì nó hình như là cái mầm gốc nó bị hư rồi, sau đó nó bung cây đây. Không, đây là mầm gốc này, đây là cái mầm gốc nhé, xong rồi bung hai cái cây ở trên thân già nữa. Đó là lô số 8 này chỉ là 300.000 thôi. Em qua lô số 9 là lô cuối cùng. Lô số 9 á, cũng là 300k. Thì bên đây là trước tiên là được hai con kiến nhỏ rồi này. Đó, em quay nhanh và em qua cái cây bự hơn này. Cái bự hơn thì bản lá, nói chung là lá mà cái lá gốc nó rất là đẹp đây, thân nó rất là tím. Nhưng mà lá ngọn thì nó hơi bị lỗi tí. Nhưng mà cây đây thì nó trông chơi cũng được. Nó vẫn còn đang đi ngọn mọi người, chứ cái ngọn nó chưa chưa có dừng lại đâu. Đó, cái chỗ đây cái lá ngọn nó hơi khô mà. Giờ không chắc là cây nào có đi ngọn được hay không ha. Nhưng mà cây này ví dụ mọi người không lấy thì để lại cho em chăm cũng được. Nếu mà nó không đi ngọn lập tức nó sẽ bung một cái chồi dưới đây. Thì chắc là chăm tầm 1 đến 2 tháng là nó sẽ đạt được cái kích thước to lại như thế này. Đó là số 9 sẽ là 300 ngàn cho ba cái kiến này luôn. Đó, toàn là kiến zin hàng ESO rất là đẹp, thân lá tím. Đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em. Rồi phiên tối ngày hôm nay thì có mấy chậu thuần này thôi nhé mọi người. Ai đặt hàng thì liên hệ theo số em đăng ở trên tiêu đề, nhắn tin hoặc là gọi điện qua cho em đều được hết ạ. Bữa nay thì hàng Lào hay hàng gì thì bán gần như là không được rồi, vì nhu cầu khách rất là ít. Còn mấy chậu thuần này thì định trồng cho sổ bông luôn, nhưng mà có điều là cũng không có hàng gì nên là đem ra bán. Với lại để em nhập thêm một số cái lô hàng mới về nữa. Đó, sắp tới là sẽ có ma bó với lại Yali nữa. Yali thì nó sẽ hơi cao nhé mọi người. Yali nó còn cao hơn cả ESO luôn. Tầm là ngày mai là sẽ có đó. Ngày mai thì em cũng không biết là sáng có không. Chắc là phải đến tầm tầm giờ trưa hoặc là chiều tối mai. Đó. Còn bây giờ thì em xin được kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây nhé. Em xin chào toàn thể mọi người. Đó, quay lại một lần cuối này, toàn là những mầm ESO rất là đẹp.